chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ làm một thao đồ nướng nha. Đây có cái gì trong đây nè? Sườn heo. Đây một con gà. Ăn mừng đạt 1000 sub. Đâu này đâu rồi? Rửa cái đi. Còn đây nữa là chưa hết đâu. Má heo. Chạy theo bà Tân Vlog luôn. Miếng sườn gà. Rồi bắt đầu mình sẽ ốp nha. Sạch sẽ hết trơn này. Rồi rửa sạch rồi. Rồi mình ốp nha các bạn. Rau sa tế với đường bột ngọt. Đường đi.
vậy cho nó thấm hết không? Chí mấy này nó dễ chín nè. Kế chồng đi. Làm gì sức ra, đừng có mổ heo với mổ gà mổ lợn. Không có máu mè. Ừ, không, đừng có mổ thì heo. Quay mấy giai đoạn này được. Mổ người mổ cá thì được. Nè cho phá lại đâu. Đâu? Anh nói quá anh giá thì mở cửa cửa toilet thì một cái nữa rồi. Rồi mình để một chút cho nó thấm các bạn, bây giờ mình đi nhúng lửa. Rồi đã ốp xong rồi nha mọi người. Tiếp tục các bạn hót ra ung lửa. Và không hút hót ra ung lửa nướng khô bây giờ tới nướng thịt. Rồi có lửa mình để lên nướng nha các bạn. Thôi quá. Chị Hai ơi, chị Hai kêu xe cấp cứu, còn lâu mới giết người. Dạ gỗ cho con. Không rồi, bán điện thang không được rồi, thang không có tới đâu. Chào quá à, bớt cục thang lại đi. Ê, bớt cục bây giờ Năm nói nghe nè, bây giờ đứng này lên để lên trên đây. Con kéo cái máy ra, con để một cục gạch qua đây. Năm chỉ ra, lấy cái đó lên đi. Cao gì mới chín tới. Dạ không cao quá thang. Bấm nó cao quá thang. Lấy con bắp. Cái này coi người ta vô xem mình biết không ta? Cái ghế đậu á hai.
có màu rồi đó mọi người ơi. Khói mù mịt luôn. Có màu vàng lên rồi đó ha mọi người ơi. Quả vàng luôn rồi đó mọi người ơi. Đó. Hấp dẫn chưa? Ăn xong cái đau bụng quá. Quá vàng rồi mọi người ơi. Quá trà thơm luôn rồi, mấy mùi thơm rồi. Chính luôn á.
Ở sao có thì vinh đại được. Nghe rồi. Chị nói cha mẹ quá còn làm chiếc tập. Chị cứ tưởng là chị quất. Có kém mẹ mới lấy ra đó đâu. Kém mới nha. Cái kéo vàng á má, bà chắc bà Sáu đổ vô này kìa. Mua trong tủ cây nữa mà chưa dám lấy ra xài. Vàng vô thang. Không biết nói gì. Chứ mèn ơi chui nó văng. Mèn đẹp ơi. Chứ mèn đẹp ơi nó văng. Mua lên cào thầy. Sáng tới giờ hai không chịu mượn, dặn hai rồi. Nó tầm két nha. Wow, sure. Ngon lắm mọi người ơi, quá trà thơm luôn rồi. Quá trà thơm mà. Bay cái mùi chịu hết nào quý ơi. Xong rồi nè mọi người ơi, một mâm trà ba lửa luôn.
Rồi kinh lên đi. Thấy thèm ghê luôn. Ăn mà chắc đã lắm là. Anh lâu cơm. Rồi vô ăn mừng 100 ngàn subscribe luôn. 100 ngàn rồi hả? Nói vậy cho mừng vậy chứ đâu. Bỏ cho cậu cái đũa rồi. Cắt cái thịt đầu thử ra Diễm ăn nè, nó gần giòn. Dạ thiếu một cái. Đâu con bướm nó chứa lấy ghế. Còn nó một cái kìa. Dạ ghế cái này thôi được. Bà ngon đang nướng là nó giòn khấu như cho heo quay gì á. Nhỏ ăn miếng cũng giòn. Anh cho
nói vậy không nghe được. Đây là Việt Kiều Mỹ nữa. Tôi có đồ cho nè ha. Quá ơi, mà thật sự là chỉ có ăn gà. Ủa gì hả? Đây là Việt Cộng. Đây là Việt Kiều và Việt Cộng. Việt Cộng là kế bên đây là Việt Cộng rồi. Rồi, bye bye mọi người nha, mình không tiếp nha. Okay, bye.